Biết rồi. Biết nằm đây. Biết lên đâu rồi. Chào anh em nha. Nay mấy anh em Tâm Vinh Giang đi đặt rắn. Vô tình phát hiện cái hàng ngon quá ngon. Mình tích tốc vào một con đò. Khoảng 8 cây số. Rồi có lời hôm nay là tiếp tế lương thực. Đi đặt 7 sáng giờ rồi. Giờ phát hiện hàng ngon quá là chuẩn bị đi đào luôn các bạn ơi. Đây là khu này là quen thuộc bên Bình Sơn. Này cơm nước mà mới mua nè. Nước mía để hỗ trợ hết mình cho anh em đi làm luôn. Đói bụng quá, đói bụng xỉu rồi. Bên đây nè các bạn ơi, đây cái hàng nãy giờ chờ bên đây nè. Chờ bên 80 số rồi, bên ngoài cận cảnh nhưng mà xem đó, cái hàng này chút vàng xong anh đào, hàng rất là mới mà ngon. Nó lọt giá nó nổ rồi hả? Hả? Nó lọt rồi mày. Ôi. Hàng hết bên. Vàng nó đó khoảng 101% là có nó. Nghe nói có hang đào tích tốc. À, này cơm gà nhé bạn. 25.000 hộp. Mắc quá. Nước mía 5.000 một bịch nước mía. Nãy mua 4 bịch mà làm 3 bịch rồi xong cái đò nó chuẩn bị đi mẹ rồi. Đúng rồi. Có mua mấy chai nước rồi. Mua rồi hả? Rồi để mấy chiến sĩ ăn xong rồi mấy chiến sĩ sẽ đào rồi nha bạn. Khoảng 3 bữa nữa các bạn sẽ xem một cái clip 7 rắn. Khu này là chắc có rồi mà không biết nhiều ít thôi. Dùng cụ cái rắn này là lúa hóc nè. Chuột nè các bạn. Chuột nè. Sáng gặp mấy cái bẫy rồi. Hết rồi hả? Còn gì? Còn mớ 5 cái rồi. Trời ơi. Sáng giờ đặt mấy cái? 12 cái hả? Ấy rồi luôn ạ. Thì sau khi non nê các bạn, ba anh em mình, bố anh em mình chứ, anh Giang bắt đầu là đào các bạn. Nãy đào cũng khúc rồi. Ngày này khúc nữa. Giờ với sầu này có mấy ngách anh? Một cái một. Cái hàng quá, anh Giang ngon quá, anh Giang để lại kêu gọi gọi tốc độ. Anh em mình đi bẫy chứ không phải đi đào. Không có bịch không gì. Không đem theo rổ không ấy vậy. Rồi ăn ngon quá ngon. Đang giấu hoài vô giữ tỏ này ghê ngoài giữ trà đâu thôi đó. Bóng dữ à, giấu hoài vô bóng hoài vô vô à thì sẽ thấy cái sáng nắng cũng được nắng được chưa lát cây lát cây rồi giống này đâu còn có nhà mà có dọn ngồi cùng ngồi đi. Cây từ xưa phẩm năm chục rồi không còn cây gì chín chục rồi. Nay mình sắm một cây cây tỉ xướng khác nha bạn. Cây tỉ xướng 50 quá xài đúng là tiền nào của đó 50 xài đúng 50 luôn, hư luôn các bạn ơi. Lẹ lên ơi, lẹ lên chưa mà ngon dữ chạy lắm. Chạy rồi, chạy rồi.
đứng rồi. Ừ, đúng rồi, hay lắm rồi đó. Đào cái đào qua bên bản có ngách nào không? Ba anh em đi đặt chứ không có đi đào, tự nhiên gọi tới đây đặt thấy cái dấu tội rồi cũng biết luôn, thấy tiếp luôn để nè, có liền đào vô khúc điện đào ra nè, đào cái mới còn ngon quá. Ra, rút cây luôn anh nha. Gì? Đó luôn. Bên đây canh, bên đây canh. Đứng lên, củ quải đi. Đi về lan tàu. Đây nè anh Tèo các bạn, anh Tèo dẫn đi ba bữa với ba con. Việc muốn con, muốn con. Không anh, rồi chút xuống dưới luôn. Chắc bên anh. Chắc bên anh, rồi anh. Rồi. Không anh. Chắc xuống hỏi thăm cái nhà. Tới đường lộ đẻ này không tẻ ra không? Cả thẳng xuống xíu. Qua anh Giang đi đi méo ếch mà dính con sáp sáu đạn. Đúng hết rồi, cái đâu đâu dịch dạch hang đâu có hắn nằm trống. Thì con này còn nhiều lắm anh, con này nó đẻ nữa mà. Có qua kêu nha. Biết cây chưa? Gì vậy? Gì? Cái mình đào đúng rồi vậy? Đào. Còn nhít đâu? Còn nhít nữa là nó đã. Rồi rồi rồi, cây đó. Rồi. Đâm nó quậy đi, quẹo xuống. Cái cây không? Cái cây là ha. Alo. Alo. Thank you.
da nữa mà. Nãy giờ chạy dưới đặt dưới rồi. Trời. Con ngắt đầu dưới nó không? Rồi. Dữ vậy. Ăn đi dữ vậy. Tầng đứng thấy gớt tầng này. Ngắt con nó chứ đâu ngắt qua bên này đâu anh, ngắt bên này đâu anh Giang. Không. Đây còn hổ nhiều quá anh Tèo. Cái nhà đây là già với lớp phía dưới kia là nhà đó sản xuất cũng không thấy cái nhà đó chắc có chắc. Tối mà nó bước đứng nó bò ruộng gì nó lúa hai bên dẹt dẹt là thấy mà không ai dám lại theo coi. Đứng coi đây. Cái trời của chân nó có để chạy ra đó mày. Lẹ lắm à. Chú quen. Hết chưa? Đi đâu nè. Đi nè kìa. Lấy cái vỏ cái hem cái đầu cái, lấy ra. Lấy lá chuối là lá chuối đây. Anh lấy chiếc cho nó coi nó đâu. Tột đất ra rơm. Không phải. Còn không? Còn nó trống không? Này. Còn phải chắc luôn. Chắc phú mà. Dấu mới cực kỳ. Dấu chạy vô mà. Quần nó hoài mới ghê. Quần nó hoài nè, phải đào vô lên khúc nè. Nha, đào qua đi, đào qua đất này luôn đi. Thế đào vô luôn chứ được. Đây kia đó mà. Đây cái cục đất cái bỏ lên trên này nè. Tầm mày qua bán đứng dọn mà. Hụ luôn. Bánh có hàng không? Rớt ra luôn rồi. Còn dưỡng này. Còn dưỡng rồi. Bông lưỡng này nè. Nè. Đấy còn. Còn cái dấu bông lưỡng luôn mà. Đây. 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 Đây
đi mình ngủ, người ta xạo đi mình đi mình ngủ. Cái này à? Ừ. Dạ. Đây nè. Dạ. Thấy dài. Thôi đâu đâu nhắc nó làm gì. Nó trong đây phải. Trong. Làm cái nó trống á. Nó nào nó thôi nó. Có hành, có hành. Nó trống cho nó không khè. Con nhiều con khèn con không kè. Con hiền. Rồi không cúng nghe. Đi đứng. Rồi rồi. Nó nằm đó mà. Dàn động nó vậy. Ngồi đây hả? Đây hả? Còn nào giúp con còn có à? Đi dữ vậy. Khá dữ. Còn đây, còn kia luôn hả? Chết sâu. Hà Quyền chết sâu. Cái kè không? Có đi xuống rồi đó.
cách nào nữa không ta? Cuối cùng hả? Người không có ăn. Đi vậy? Đi nó lạnh này. Đứt. Vết rồi nha. Trộn cây thì nó chống sợ thấy. Cách móc lệch kỹ chân nhắc rồi đó. Cái nào? Nhắc thì chỗ này nó bự lên xuống đó. Đấy à. Cái này một đất bên kia. Một cuống cây vậy? Cây đang nha. Nắp vô không? Lâu nữa, lâu lắm thì quá ngắt. Chuột. Đây gì? Đâu đâu? Đụng cây nè. Đụng cây nè hả? Đụng đây. Có rồi, có rồi, có. Có. Là con nương rồi đó. Tới rồi. Dạ đi, em tới nói rồi đó. Ừ. Đừng chạy. Chạy qua. Thấy nó đường giờ. Rồi. Nó đi. Xe cây nè. Xe cây rồi. Cú. Ờ này chết con. Dưới trời đây. Ôi, đi phơi qua cái hang vô rồi thấy thì bỏ đi. Đây nó nằm trong đây rồi. Nó chưa nằm. Ê, nó nằm đây nè bạn ơi. Đây. Nè 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 nè, thấy không? Đó. Bự chạy. Ừ. Nằm không nè, chưa để chụp hình đó nè. Cho em dài bôi hình. Anh nghĩ sẽ ăn vòng 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 nó lại đây. Chắc bơ tới nãy cái đầu nghe nói luôn rồi. Biết rồi. Biết nằm đây. Biết lên đầu rồi. Kỳ vậy ta. Rõ ra bài. Quay đầu. Dạ. Chỗ cần nó cần ra luôn đó. Đừng cái đâu thì được ra luôn á. Chỗ cần ra. Vàng.
ơi, thấy luôn rồi ơi. Cột chọt ra, cho ra đây. Cột chọt bên kia cho ra bên đây nè. Táp cái điện ra, chạy băng ra ruộng luôn á. Băng ra ruộng, có đấy đừng rần người mày chập chứ có gì đâu. Con vàng các bạn ơi. Đi đặt lắm rồi đào luôn. Thấy ánh sáng đèn không giống ra. Trời ơi, nó cái đầu bên đây rồi, bên đây rồi, đây đầu. Qua chưa? Nó còn núp trong đây. Đầu nó không bắn rồi. Con bự. Con này bự cái. Bự rồi anh. Đầu đi. Mệt quá, ghê quá. Buộc. Chưa, thôi, chưa để chụp hình nữa, chưa từ từ. Cái cậu đầu tiên, cậu thứ hai. Nãy mình quay cận cảnh quá, con gắn nó mắng nọc vào cái điện thoại nha các bạn. Chứ đó nãy không có quay được khúc mình dành, bắt anh bỏ vô cái bịch. Nhà có tư thường, hỏi nhà tư thường lỏng á. Dạ anh bỏ vô cái bịch này nha các bạn. Nãy nó bún nọc quá trời, lúc đi ra tay. Nguy hiểm quá bạn. Đường này phải không xuống khỏi cái đường đừng quẹo nhà tôi tới ngã ba đó đừng quẹo. Thẳng luôn. Xuống chút thẳng xuống chút à, chút xíu à. Rồi tới cái cầu xi măng. Qua cầu xi măng là tới nhà đó. Cái nhà lớn là anh em mình đi chỗ khác. Quẹo ra ngoài này nè. Có người chỉ cái chỗ khác điểm khác mình đi đào tiếp nha các bạn. Bên nè. Hỏi nhà nếu không biết hỏi nhà tư thường nhà nào. Để tôi điện tôi hỏi chủ nhà đây. Tư thường phải không? Dạ đã móc ra cái. Gì? Dạ, dạ sắp nha bạn. Trời, rộng không? Trên đóng cửa ra được không? Này nó đâu ấy đâu mà. Không có nằm hả? Ừ. Này nằm bà quá. Nằm bà hả? Nằm bà nó lọt phải không? Ừ. Dè sáp nha bạn. Có da răng hổ mà. Ừ. Có da răng hổ. Đây nè. Không, không có đây. Đầm bà nó lọt. Phải không? Phía trước ăn hàng hàng này luôn hả? Gì? Hàng này có gì đâu? Thấy lâu lâu chưa bác? Ngoài luôn, còn ngoài nữa. Đúng rồi, cái bò nó qua mày nổi luôn á. Là nhưng mà con trồn nữa. Vàng tính là bảy cái bảy này vô còn mới anh vàng tiếp tục đạp. Thôi đạp tính mới hả? Hả? Quốc nghe.
Đặt luôn hả? Chỉ là thôi. Đoạn đặt chứ. Đạo lý đặt đi. Đặt mày. Chưa thấy dấu anh vậy. Nằm lọt trong cái đống củi đó mà nó đi đâu tiêu ta. Cái dấu đồ dọc đâu cho anh? Lâu hả? Này đá cao chạy xa bay. Sát quá trời luôn ta. Trong nhà đã lọt rồi. Nhớ thiệt. Đây đặt rồi, hay rồi. Khó 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 vào quanh. Mấy anh em kết thúc video tại đây nha các bạn. Giờ mấy anh em mình đi bẫy các bạn ơi. Còn có mười mấy cái thì chưa bẫy xong nữa.